Hello everyone, hôm nay mình sẽ tiếp tục chơi các tựa game nhé. Trò đầu tiên là Tom Hero đó. Bắt đầu với cái cổ nhạc. Tập 22. Tập 22. Game tiếp theo, Subway Surfer. Thank you.
nhiều quá. Game tiếp theo là Mini Crush. Nhạc tộc. Game tiếp theo là Sonic Forces. Ok, bắt đầu vào chơi nhé. Mình chọn nhân vật Seven. Tiếp theo là quanh bộ. Mình cho đến màn level 100 rồi. Mình phải cố gắng làm sao vượt qua màn này. Thank you.
quả bóng rơi xuống dưới. Ủa sao yếu thế? Rồi. Lấy từ từ. Ok. Ok, giờ bảo 400. Tiếp tục nào. Xem nào. Ồ, cái này là cái bẫy nha. Mình phải lấy đa xem nào không được. Xong chơi kiểu như vậy. Ui, chưa gì mà nó rơi xuống dưới. Ok, mình nhận được một quả bóng mới. Quả bóng này bình thường thôi. Ở đâu nhỉ? Nhờ quả bóng quá. Thử mua quả bóng này xem. Ủa? Ủa đồ rồi, để lúc khác chơi. Chuyển sang trò tiếp theo. Action bộ. Tiếp tục mình chơi màn level 12. Mình phải lấy đà thôi. Mình không thể skip màn này giống như cái trò lúc đấy. Ôi. Xem mình có thể mua quả bóng gì nhỉ? Rồi mình lấy quả bóng này, quả bóng đá có nhiều ngôi sao. Bắt đầu trở xuống nào ý. Đoạn này đi rất là hay nha. Ok, một trái bóng cũng khá thú vị. Level 14 nha. Không lẽ mình phải lấy đá.
Đúng rồi, mình phải lấy đá đó. Yes. Tu tập đồng xu này, level 15. Game tiếp theo là Bull Run 2048. Chuyển sang chế độ vô tận để chơi trò tiếp theo. Mình sẽ mình sẽ trở lại màn này. Rồi chuyển sang trò cuối cùng. Animal. Người chạy nhanh hơn. Ok, màn tiếp theo nhé. Không được không? Chị lại bang này làm gì? Đến tiếp đón không nha. Được. Level 8 đây. Về đích sớm. Level 9 trong trò chơi này. Để chú voi mới một nhanh quá mà. Một con vật mà mình
chưa biết nó là con gì, hình như nó là con báo báo đúng.